Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Thưa quý vị, báo Người Lao Động vào ngày 3 tháng 4 năm 2019 loan tin, Tòa án huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đã mở phiên tòa xử phạt ông Võ Đình Hảo, 42 tuổi, ở quận Tân Phú, Sài Gòn về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trước đó khoảng 11 giờ 50 phút ngày 28 tháng Giêng năm 2019, ông Hảo mang theo 40.000 Mỹ Kim đi từ Cambodia về Việt Nam theo đường cửa qua quốc tế Mộc Bài thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu. Ông Hảo bỏ hết số tiền vào trong một chiếc túi sách da bò. Khi thấy ông Hảo đeo túi sách này thì lực lượng hải quan cửa qua cộng sản đến kiểm tra và thấy có tiền ở trong túi sách nên đã lập biên bản giữ người vi phạm, thu giữ toàn bộ số tiền của ông Hảo rồi chuyển qua công an huyện Bến Cầu. Tại công an, ông Hảo khai từ năm 2015 ông sang Cambodia làm ăn. Cho đến nay, ông đã hết hạn thời gian làm việc tại Cambodia và trong quá trình làm việc tại đây, ông Hảo kiếm được toàn bộ số tiền là 40.000 Mỹ Kim. Lúc trở về nước, ông đã mang theo toàn bộ số tiền kiếm được về nước thì bị hải quan bắt. Tòa án huyện Bến Cầu cho rằng hành vi của ông Hảo là hành vi phạm tội, gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự cai quản kinh tế của nhà nước về tiền tệ. Vì vậy, tòa án đã tịch thu số tiền 35.000 Mỹ Kim, đồng thời xử phạt ông Hảo 1 tỷ đồng. Số tiền còn lại là 5.000 Mỹ Kim ông Hảo được trả lại vì do có visa. Đoàn Thị Hương và City Asia được phóng thích nhưng vẫn chưa được an toàn. Thưa quý vị, theo bản tin của tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, cô Đoàn Thị Hương, công dân Việt Nam bị cáo buộc liên can tới cái chết của người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un 2 năm trước sẽ không bao giờ được tự do thật sự, kể cả khi cô được phóng thích khỏi nhà tù Mã Lai vào tháng tới. Một số chuyên viên lên tiếng cảnh báo rằng cô Hương và công dân Indonesia City Asia đã được phóng thích vào hồi tháng rồi để có thể là mục tiêu trừ khử của các điệp vụ Bắc Hàn vì là nhân chứng và là người thi hành mưu kế sát hại ông Kim Jong Nam ngày 13 tháng 2 năm 2017. Cả hai người phụ nữ đều khẳng định đã bị các điệp vụ Bắc Hàn lừa và tưởng lầm là đang tham gia chương trình truyền hình thực tế chứ không biết là đã bôi vào mặt ông Kim Jong Nam loại chất độc VX làm tê liệt thần kinh khi ông đang chờ làm thủ tục nhập cảnh tại phi trường Kuala Lumpur. Nạn nhân qua đời trong vòng 20 phút sau đó. Theo Sung Yun Lee, giáo sư nghiên cứu về Triều Tiên của trường đại học Tufts của Hoa Kỳ, thì nếu tiết lộ việc đã làm thì tính mạng của họ sẽ bị đe dọa. Ông Sung Yun Lee nói rằng Bình Nhưỡng sẽ còn lo lắng vài năm sau, sợ có thể cả họ hoặc là một trong hai người này thay đổi ý muốn hoặc là vì một món thù lao nào đó sẽ kể lại câu chuyện thật để làm phim hoặc xuất hiện trên đài truyền hình để kể lại những hành động tương tác theo lệnh của ông chủ Bắc Hàn. Nếu điều đó xảy ra thì Đoàn Thị Hương và City Asia sẽ gặp nguy hiểm. Theo ông, cả hai người nên tránh xa ánh đèn sân khấu và chọn một lối sống ẩn dật. Ông Benny Mamoto, cựu tổng thanh tra của cảnh sát Indonesia cũng đồng ý rằng cả Hương lẫn City đều đang trong tình trạng nguy hiểm vì các điệp vụ Bắc Hàn luôn luôn muốn loại bỏ mối đe dọa, kể cả các nhân chứng. Còn theo như ông Bruce Bennett, nhà phân tích quốc phòng thế giới của tổ chức RAND Corporation, thì có khả năng cho thấy Kim Jong-un sẽ ra lệnh thực hiện cuộc thanh trừng để loại bỏ các nhân chứng vụ sát hại ông Kim Jong Nam. Tin tiếp theo, bắt một di dân Việt Nam bơi đến Macau sống lang thang vì không tìm được việc làm. Chiều thứ Sáu vừa qua, một di dân Việt Nam không có giấy tờ hợp lệ bị bắt giải đến văn phòng công tố viên ở Macau. Theo AsiaTimes.com, khoảng 7 giờ 30 phút sáng 29 tháng 3, một nhân viên cảnh sát tại địa phương trông thấy một người đàn ông đầy vẻ khả nghi lang thang trên đường Avenida Juan de Mayo. Khi bị hỏi giấy tờ thì người đàn ông nội cho biết là công dân Việt Nam 40 tuổi, và không xuất trình được bất cứ giấy tờ tùy thân nào. Ông thú nhận với cảnh sát đã bơi từ Hoa Lục đến Macau ngày 20 tháng 3 để tìm việc làm. Tuy nhiên, ông không tìm được việc làm nên đã phải sống lang thang và ngủ tại các công viên từ ngày đó cho đến nay. Bị cảnh sát thẩm vấn, người đàn ông Việt Nam nói trên khai trước đó đã bị bắt vì nhập cảnh bất hợp pháp và bị các thẩm phán của một phiên tòa cấm nhập cảnh thành phố Macau trong vòng 10 năm kể từ tháng 10 năm 2016. Một viên chức cảnh sát tư pháp vào ngày Chủ nhật cũng đã đồng thời bắt một di dân Hoa Lục khoảng 20 tuổi không có giấy tờ tùy thân tại đường Avenida 24 de Trân Hô. Thanh niên này bỏ chạy nhưng bị cảnh sát đuổi bắt, khai là đã chi khoảng 8.000 RMB, tương đương 4.609 Mỹ Kim cho một người đàn ông để được giúp sang Macau bằng thuyền.
Ông này đến Macau bất hợp pháp vào ngày 26 tháng 3, khai là đã đánh bạc tại các sòng bài khác nhau nhiều ngày trước khi bị bắt. Người tị nạn Việt Nam hội ngộ với người đã cứu mình sau nhiều thập niên tìm kiếm. Thưa quý vị, sau khi Sài Gòn bị Cộng sản cưỡng chiếm năm 1975, hơn 1 triệu người bò trốn khỏi Việt Nam trên những chiếc thuyền mỏng manh, trở thành thuyền nhân tuyệt vọng tìm kiếm bến bờ tự do. Lauren Vương là một trong số những người này, nay đã trở thành một luật sư thành đạt. Bà đã làm được rất nhiều việc trong suốt 4 thập niên qua, nhưng luôn nghĩ đến mục tiêu chính là tìm kiếm để cảm ơn người đã cứu bà sống sót khi đang lênh đênh giữa biển. Mẹ của Vương, bà Mai Trần, cũng nói về suy nghĩ đầu tiên khi đặt chân đến Hoa Kỳ là phải tìm cho bằng được người đã cứu sống gia đình của bà. Gia đình của bà Mai Trần thuộc tầng lớp trung lưu ở miền Nam Việt Nam, bị ngược đãi khi Cộng sản Bắc Việt chiếm miền Nam. Cha của Vương bị đưa vào trại cải tạo của Việt Cộng. Vì vậy mà cả gia đình quyết định rời bỏ đất nước cùng với hàng chục gia đình khác, chen chúc trên chiếc thuyền đánh cá mỏng manh ra khơi vượt biển lúc Vương mới 7 tuổi. Thưa quý vị, con tàu trôi dạt trên biển suốt 10 ngày, Vương nghĩ rằng tất cả đều sẽ chết. Có khoảng 120 con tàu đi ngang qua trên cùng một lộ trình nhưng không bao giờ dừng lại. Đến ngày 29 tháng 7 năm 1980, chiếc tàu chở khí đốt Virgo dừng lại và ám sát ghe của họ. Ông Ken Nelson và Dan Hansen là hai người mà Vương trông thấy và nhớ đến tận hiện nay. Cuộc giải cứu không chỉ mang lại ý nghĩa sống còn mà còn đặt gia đình Vương đến mảnh đất Hoa Kỳ đầy tương lai và hứa hẹn. 27 năm trước, Vương đã bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm những người đàn ông ân nhân của mình trong danh sách tàu bè ghi danh hoạt động hàng hải trên Internet, nói chuyện với các viên chức thẩm quyền và cuối cùng dẫn đến cuộc hội ngộ đầy xúc động lần đầu tiên sau 37 năm. Vương nói rằng, cô bao giờ cũng là người Việt Nam và là một công dân Hoa Kỳ, xem đây là đất nước của mình, công dân Mỹ gốc Việt, hai yếu tố không gây sự chia cắt mà biến họ thành những chiếc cầu tồn tại và thành hình nhờ vào sự xuất hiện của một con tàu và thủy thủ đoàn và những người đã làm nên nhiều việc ý nghĩa cho nước Mỹ khi ôm lấy đám đông đang co ro sợ hãi và khao khát sự tự do. Tin tiếp theo, T4 Spa Concept and Design, công ty sản xuất các thiết bị cho tiệm nail. Theo tin từ Fox News, làm móng là một loại hình kinh doanh rất nổi tiếng ở thành phố Houston, Texas. Mặc dù rất nhiều người dân đến các tiệm làm móng để thư giãn và làm đẹp cho bàn tay của họ, ít ai biết đến cách thức làm việc của một tiệm làm móng. T4 là một công ty sản xuất các thiết bị và đồ dùng cho các cửa tiệm làm móng tọa lạc ở thành phố Sugarland, tiểu bang Texas. Trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên Rashi Vat của đài Fox, giám đốc công ty T4, bà Tammy G đã chia sẻ những cách thức để thiết kế một tiệm làm móng cũng như giới thiệu các sản phẩm của công ty T4. Bà G cho biết là mọi sản phẩm từ các dụng cụ cho đến các chiếc ghế massage trong lúc làm móng đều được chế tạo tại nhà xưởng của công ty T4 tại Hoa Kỳ. Theo bà, tất cả các sản phẩm của T4 Spa Concept and Design đều phải trải qua quá trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt tại nhà máy của T4 trước khi chúng được xuất xưởng và vận chuyển đến các cửa tiệm. Theo hãng tin Fox News, công ty T4 cung cấp ghế massage trên toàn Hoa Kỳ và xuất cảng sang Canada và Úc Châu. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong ngành, T4 Spa Concept and Design là một công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp làm móng. Họ khẳng định sẽ mang đến cho khách hàng những sản phẩm có chất lượng và thiết kế sáng tạo. Theo bà G, công ty T4 có nhiều sự lựa chọn về ghế massage dành cho khách hàng, với ba loại đế có chất liệu như là thép không rỉ, sợi thủy tinh, fiberglass và gỗ. Giá của những chiếc ghế massage của T4 dao động từ 1.700 Mỹ Kim đến 3.600 Mỹ Kim, với luôn luôn cung cấp sản phẩm chất lượng chuyên nghiệp. T4 tự tin đây chính là chìa khóa thành công của họ. Mọi chi tiết quan tâm về T4 có thể liên lạc về địa chỉ 140 Industrial Boulevard, Sugarland, Texas 77478 hoặc gọi đến số 888-502-8307. Thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng và khi trở lại sẽ gửi đến quý vị tin tức về thời sự và một phóng sự từ thành phố Boston. Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.
Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7 đồng 99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7 đồng 99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.